Hello, xin chào tất cả các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm món bia trứng. Món này rất tốt cho người gầy các bạn ạ. Và công thức cũng rất là đơn giản. Bây giờ chúng mình cùng làm nhé. Các bạn ơi, nguyên liệu mình đã chuẩn bị 2 quả trứng gà, 1 lon bia đã ướp lạnh rồi. Nếu các bạn không ướp lạnh thì lát nữa chúng ta sẽ cho 1-2 cục đá vào cũng rất là ok. 1 thìa đường các bạn ạ. Mình sẽ làm 2 loại, một loại bia trứng có đường và một loại bia trứng không có đường nhá. Trước tiên thì mình sẽ tách lòng đỏ trứng gà với cả lòng trắng ra nhá. Mình chỉ lấy lòng đỏ trứng gà thôi các bạn ạ. Vậy là mình đã tách lòng đỏ trứng gà ra rồi các bạn ơi. Sau khi mà mình tách lòng đỏ trứng gà ra riêng như này, bây giờ mình sẽ dùng máy đánh trứng để đánh bông lòng đỏ trứng gà lên nha. Các bạn ơi, sau khi mình đánh bông trứng như thế này xong rồi, mình sẽ chia vào làm 2 cốc các bạn ạ. Mỗi một cốc 1/2 nhá. Cái phần đường này mình sẽ cho vào 1 cốc. Và sau đó mình sẽ mở bia ra để đổ vào. Wow, tràn cả bọt ra rồi các bạn ơi. Sau đấy chúng ta sẽ quấy lại lên cái phần đường ấy cho tan hết các bạn nhé. Xong cái cốc bia có đường rồi các bạn ạ. Còn bên này là cốc bia không có đường, mình sẽ dùng một cái thìa khác để mình quấy nhá. Mình phải lau cái bàn lên bẩn, vừa nãy bọt bia nó trào hết cả ra. Vậy là xong rồi các bạn ạ. Rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ nếm cái phần bia trứng gà không có đường trước xem thế nào nha. Xin mời các bạn. Uống khá ngon và thơm các bạn ạ. Không có mùi tanh của trứng gà. Còn bây giờ mình sẽ nếm phần bia có đường nha các bạn nhé. Rất ngon và thơm, ngọt ngọt. Nếu các bạn nào uống bia mà không thích chọn đường thì có thể uống bia phần trứng gà không có đường này, rất là thơm và đặc trưng của bia. Còn nếu các bạn nào mà thích uống bia có đường thì các bạn uống cũng rất là ngon. Mình cảm thấy mùi vị bia trứng gà có đường này gần giống như cái mùi rượu nếp các bạn ạ. Rượu nếp trắng mà người ta ủ để bán ăn ngày mùng 5 tháng 5 ngày rất sâu bọ các bạn. Uống rất là thơm. Nếu các bạn nào gầy thì các bạn có thể uống bia trứng gà này tuần từ 1 đến 2 lần thì mình nghĩ là các bạn sẽ tăng cân nhanh thôi các bạn ạ. Còn các bạn nào đã bụng bậm dễ thương rồi thì chúng ta nên hạn chế cách uống bia kiểu này nhá. Các bạn ơi, các bạn có thể hoàn toàn tự làm cho mình những cốc bia trứng gà thơm ngon như này nhé. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!